Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 4 tháng 11 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em lại cập bến thêm những cái mặt hàng lan đẹp, những cái dòng hoa chơi hoa xuân hoa Tết hiện tại đang chuẩn bị cho nụ cho hoa rất là xinh để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và đặc biệt là hôm nay thì bên em vẫn có những mặt hàng mà em sẽ giảm giá để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái cây lan đẹp mà giá rẻ cô chú anh chị nhé. Em xin phép được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Trước tiên ạ, lô giáng hương đuôi chồn hàng xanh mướt cô chú anh chị này, chuẩn bị cho cô chú anh chị về ghép là chờ đợi cho một mùa hoa xuân rực rỡ luôn ạ. Với giá chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo vẩy rồng với những cái rề vẩy rồng vừa sinh, hứa hẹn cho mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân đây. Đó, những cái rề hoàng thảo vẩy rồng rất là xinh luôn. Hoàng thảo vẩy rồng em xin phép được bán với giá là 100.000 cho 1 kg thôi nhé. Hoàng thảo vẩy rồng ạ, em bán với giá có 100.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng với những rề vừa tầm ghép rất là đẹp luôn ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hồng. Hàng thì thời điểm hiện tại là thân đã rất là căng và cũng đã chuẩn bị tích dưỡng chất để chuẩn bị cho mùa hoa xuân đấy ạ. Cái dòng lan nhất điểm hồng này với giá em bán cũng chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi. Cái dòng hàng hoa to và với những cái bông hoa trắng nõn nà không tì vết luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị này. Đó, và cái họng điểm một xíu hồng rất là đẹp luôn. Và bên này đây ạ, là em có 2 lô giáng hương quế tím, mỗi một lô rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Một lô như vậy cô chú anh chị có thể về ghép một trụ hoặc là một chậu, hai chậu rất là to luôn rồi đấy ạ. Em bán cả một lô quế tím như vậy với giá có 40.000 thôi nhá. Và sang bên này đây thì em có những phần giáng hương tam bảo sắc. Và những cái lô tam bảo sắc hôm nay thì em sẽ bán xả thanh lý này. Lô này em gọi là lô số 1 nhá. Chỗ này thì về cô chú anh chị có thể ghép được một giò to rồi ạ. Giá em bán có 50.000 cho lô giáng hương tam bảo sắc này thôi. Lô số 2 ạ. Lô số 2 cũng là một cái lô giáng hương tam bảo sắc. Cái lô này thì cây khá là lớn này cô chú anh chị này. Cả một cái lô này thì rất là nhiều, em cũng bán có 50.000 thôi. Và lô tiếp theo là lô số 3. Đây, em còn có một ít tam bảo sắc. Hàng thì nó có phần là cũng hơi kém một chút, nhưng mà về cô chú anh chị ghép thoải mái. Tuy nhiên thì em cũng không có thời gian để ghép nên là em bán xả luôn nhé. Cái lô này em bán là 40.000 này. Đó, mỗi một lô như vậy là một cái giò tam bảo sắc rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Được một giò tam bảo sắc rất là đẹp luôn. Có vài chục nghìn cho một cái lô giáng hương tam bảo sắc như vậy thôi ạ. Và sang bên này đây ạ, là hôm nay thì em vừa cập bến một cái lô dòng địa lan cọp đỏ hay còn có tên là tiểu thư Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và những cái chậu lan cọp đỏ hay là tiểu thư Hàn Quốc này hiện tại thì cây đang lên nụ vừa như thế này, và cái giò lan thì cây cực kỳ là khỏe luôn ạ. Nó sẽ rơi khoảng tầm 4-5 nụ hoa trở lên, 4-5 nụ hoa trở lên cho một cái chậu. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan cọp đỏ hay là tiểu thư Hàn Quốc đây ạ. Đó, với những cái bông hoa cánh phớt đỏ, cánh đỏ và mỏng manh rất là xinh đẹp luôn cô chú anh chị này. Đấy, dòng địa lan cọp đỏ. Nhạ. Với những cái bông hoa cánh hồng đỏ rất là xinh đẹp. Hoa cực kỳ là bền với cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn ạ. Dòng tiểu thư Hàn Quốc hay là địa lan cọp đỏ, hàng chuẩn hoa Tết cô chú anh chị nhé. Chậu thì cô chú anh chị nhìn thấy thì cây rất là khỏe rồi đúng không ạ. Và một cái chậu địa lan cọp đỏ như thế này thực sự rất là sang chảnh. Em bán với giá là chỉ có 180.000 cho một cái chậu địa lan cọp đỏ này thôi ạ. Với hàng thì cũng không có nhiều đâu cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái này. Những cây đai châu Thái sẽ rơi vào ít nhất là 4 cặp lá. Và tất cả những cây đai châu Thái này thì thời điểm hiện tại là nó đều đang nhú nụ hết rồi ạ. Tất cả những cây này thì đều đang nhú nụ hết rồi. Đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa Tết để thưởng thức những bông hoa đai châu thơm nức và thực sự xinh đẹp cho Tết tới này. Và đây hoàn toàn là những cây đai châu Thái mà hàng trồng thuần của Việt Nam mình nhé, quý anh chị nhé.
trồng bằng chậu đất nung hoặc là chậu nhựa, và giá thể là bằng than củi. Là với cái cây trồng kỹ càng như vậy thì về cô chú anh chị chỉ việc treo và thưởng thức chờ hoa Tết thôi. Và hàng thuần rất là đẹp nên là đảm bảo cô chú anh chị là không sợ bị cây chột lá cũng như là xuống lá, mà cô chú anh chị có thể có một cái cây lan đẹp để thưởng thức hoa Tết mùa hoa trọn vẹn nhất ạ. Có 120.000 cho một cái cây đai châu Thái này thôi. Dòng đai châu Thái thì có cái ưu điểm là nó sẽ có, khi mà sổ có thể có nhiều những cái mặt bông, những cái sắc hoa khác nhau chứ không phải là như hàng châu rừng. Có 120.000 cho một cái cây đai châu Thái, rơi vào 4 cặp lá, ít nhất là 4 cặp lá, và tất cả là đều đang nụ cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, là những cái chậu càng cua. Thời điểm hiện tại những cái cây càng cua này thì đang hoa và lẫn nụ. Một cái chậu thì rất là to luôn cô chú anh chị, vừa hoa vừa nụ. Và những cái chậu như thế này về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức ngay những cái bông hoa đỏ tươi rất là đẹp của nó. Và đồng thời ạ, nụ lớn nụ nhỏ mọc xen kẽ nhau như vậy nên là đảm bảo cô chú anh chị có thể được chơi trong một cái thời gian rất là dài. Và một cái chậu càng cua đẹp như thế này thì em bán chỉ có 60.000 cho một giò thôi, thoải mái cô chú anh chị chơi hoa trong một cái thời gian rất là dài luôn, mà cũng là một cái chậu lan cây giống rất là khỏe cô chú anh chị nhé. Tiếp sang bên này đây ạ, sẽ là dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng này. Cái dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng chi chít là nụ luôn. Vũ nữ hồng lâu mộng hay còn gọi là dòng vũ nữ ngàn sao ạ. Hoa nụ chi chít với cái hương thơm ngọt ngào vô cùng quyến rũ. Cái dòng lan vũ nữ hồng lâu mộng này, một chậu như vậy em chỉ bán với giá có 120.000 thôi. Chậu nào chậu đấy rơi vào 3-4 cần nụ trở lên và chi chít, đang chi chít nụ để về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa ngay. Đấy, trong một cái hoa của nó rất là bền và kỳ là thơm luôn đấy ạ. Có 120.000 cho một chậu. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm phan trí. Đây là những cái chậu kiếm phan trí hàng gieo hạt của rừng Việt Nam mình cô chú anh chị nhé. Hàng gieo hạt ạ. Và em bán với giá chỉ có 110.000 cho một cái chậu kiếm phan trí, rất là nhiều thân ạ. Và bên này ạ là một cái chậu giả hạc châu Như lưỡi bệt. Một cái chậu giả hạc châu Như lưỡi bệt rất là đẹp luôn này. Đó, nhiều thân nhé. Hàng chuẩn mặt bông lưỡi bệt rất là xinh như vậy. Em bán một chậu giả hạc châu Như lưỡi bệt này với giá chỉ có 140.000 cho cái giò giả hạc châu Như lưỡi bệt này thôi. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan đen, chậu đen rô xuân ạ. Chậu đen rô xuân với thân mập nù ú ụ luôn. Đó, hàng đã thân đã đứng hết ngọn và chuẩn bị cho nụ cho hoa rồi ạ. Thậm chí là có những cây hiện tại là có những cái mắt nụ đang chuẩn bị là sưng lên rồi đây cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị có thể thấy ạ. Một cái chậu thì rất là nhiều thân, nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5-6 thân hoa trở lên. Và một cái giò như thế này thì em chỉ xin phép được bán với giá có 180.000 thôi. Đảm bảo cho cô chú anh chị có một cái tác phẩm rất là tuyệt vời ở Tết tới này nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái cây thiên nga. Cái dòng lan cực bền và cái mùi hương thơm thì, mùi hương thơm của nó thì thôi rồi ạ. Ngọt ngào vô cùng luôn cô chú anh chị nhá. Cái dòng hàng thiên nga, hàng chuẩn mặt bông cây giống này. Một cái chậu thiên nga như vậy ạ. Hiện tại thì những cái cây như thế này về là cái mùa hoa này là hiện tại là chưa có nụ. Về cô chú anh chị có thể chắc là về cô chú anh chị thì có thể được thưởng thức những cái bông hoa đẹp một cách trọn vẹn nhất cho mùa, trong mùa hoa hiện tới cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu thiên nga thân to mập nù như vậy ạ. Em bán với giá chỉ có 130.000 cho một cái cây thiên nga này thôi. Ở đây thì em có cái màu sắc đó là màu đỏ đốm này, màu đỏ nâu và màu xanh cốm ạ. Đỏ đốm, đỏ nâu và xanh cốm nhé. Đồng giá là 130.000. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả di linh xuân. Mấy chậu là một thân như thế này, rơi khoảng tầm 35-40 cm. Hoặc là chậu hai thân thì nó sẽ ngắn hơn cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì đã bắt đầu là nổi những cái mắt nụ khá là rõ bên dưới rồi. Thân đen căng mướt, đen chùi chùi căng mướt như vậy. Giá chỉ có 50.000 cho một cái chậu giả di linh xuân này thôi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi này. Đó, thì cái chậu trầm cổ hôm nay thì em còn có hai chậu duy nhất này thôi cô chú anh chị cùng ngắm này. Cái dòng lan trầm mà với sắc hoa đỏ đậm rất là đẹp luôn. Cái dòng này là dòng trầm mà đã được giữ giống rất là lâu với những cái bông hoa cực kỳ là tuyệt vời luôn đấy ạ. Bình thường em bán 180.000 cho một chậu thì hàng của ngày hôm nay nhá, mỗi một chậu vẫn rơi vào 6 thân trở lên ạ. Thì em bán hàng của ngày hôm nay chỉ với giá có 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hồng ngọc ạ.
cái chậu giả hạc hồng ngọc rơi vào ít nhất là 3 thân trong một chậu. Đấy, 11 cái chậu giả hạc hồng ngọc như vậy thì em xin phép bán với giá chỉ có 70.000 thôi. 70.000, cô chú anh chị có thể có một cái giò lan cây giống đẹp và một cái giò lan để thưởng thức hoa trong sân tới đấy. Bên này sẽ là dòng hoàng thảo chuỗi ngọc với thân thắt đốt sáng bóng luôn ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc, em bán hoàng thảo chuỗi ngọc với giá chỉ có 160.000 cho cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc thân thắt đốt căng mướt cực kỳ là đẹp này. Hàng toàn đều là những cái thân hoa thôi cô chú anh chị nhé. Chậu thuần rất là xinh luôn. Cái dòng thiên nga thì ngoài cái cây bên kia với giá là 130.000 thì ở đây em cũng có những cây thiên nga cực kỳ là đẹp luôn ạ. Những cây thiên nga này thì cũng khá là lớn rồi và cũng có thể cho nụ cho hoa hết. Cô chú anh chị có thể thấy cái giả hành của nó rất là căng, rất là đẹp đúng không ạ? Và một cái cây thiên nga như vậy thì em chỉ bán có 50.000 thôi cô chú anh chị này. 50.000 thôi. Thì ở đây em cũng có 3 màu sắc nhé. Đó là màu đỏ đốm, màu xanh cốm và màu đỏ nâu cô chú anh chị ạ. Đấy, có 50.000 thôi. Cái cây thiên nga rất là khỏe và rất là đẹp luôn. Những cái cây này về là nó sẽ chuẩn bị tới là nó sẽ cho nụ cho hoa. Đấy. Và sẽ bắt đầu là sẽ cho những cái mầm chồi tơ mới cô chú anh chị nhá. Cái củ thiên nga này đấy ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng, cái dòng lan mà có thể nói rằng là chinh phục bất cứ một người chơi lan khó tính nhất nào cô chú anh chị ạ. Một cái chậu là rất là nhiều thân và căng mập nú như thế này. Và cô chú anh chị có thể thấy là hiện tại là cây đã bắt đầu là nứt vỏ lụa rồi. Nứt vỏ lụa như vậy là chuẩn bị là nụ sẽ trồi nhé cô chú anh chị nhé. Nụ nó sẽ trồi ra luôn đấy ạ. Cái dòng hoa nở tết cực kỳ là thơm, chuẩn mặt đông cây giống 5 cánh trắng và họng hồng cực đẹp. Thân mập rất là khỏe và đẹp như thế này. Đấy, căng mướt luôn. Chậu sẽ rơi khoảng tầm 5 thân hoặc là 6 thân tùy chậu cô chú anh chị ạ. Thì em bán một chậu như vậy để cô chú anh chị có thể có một cái giò lan rất là xinh để mà thưởng thức rồi, với giá chỉ có 180.000 cho một cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này thôi. Và bên này sẽ là những cái cốc đen đô xuân, đen đô nắng rất là xinh đẹp này, với sắc hoa tím hồng rất là xinh đẹp luôn. Và một cái chậu như vậy ạ, hàng này đen đô nắng thì cô chú anh chị biết rồi, nó sẽ cho hoa quanh năm. Cây thì hiện tại là hàng cây giống thôi nhưng mà vẫn cứ cho nụ cho hoa này. Cô chú anh chị về trồng thì cây vừa phát triển mà đồng thời vừa sẽ cho hoa liên tục nhé. Và một cái chậu đen đô như vậy thì em chỉ bán với giá có 22.000 thôi ạ. 22.000 cho một cái cốc đen đô làm giống và thưởng thức hoa quanh năm luôn. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn những cái phần lan gọi là ưng ý nhất cho sân vườn của nhà mình này. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Hình số 1 ạ, sẽ là một cái hình quế lan hương này cô chú anh chị. Cái hình quế lan hương này có tất cả là 6 đầu ngọn luôn ạ. 6 đầu ngọn trong cái hình quế lan hương. Cô chú anh chị về làm giò cực kỳ là xinh, cái dòng lan coi là đệ nhất hương này ạ. Hình quế lan hương này em bán có 150.000 thôi nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2, một cái lô quế cực đẹp luôn. Cái lô quế này có tất cả là 5 cây lá xếp thẳng tắp rất là đẹp luôn, em bán 200.000 này cho cái hình số 2 ạ. Và hình số 3 cũng là một cô lô quế phải nói là siêu xinh luôn cô chú anh chị, cây nào cây đấy thẳng tắp xếp rụt rất là đẹp như vậy. Hình này có 7 cây em bán 210.000. Và sang hình tiếp theo là cái hình số 4. Hình số 4 này thì em có một cặp đôi gồm có 2 cây này cô chú anh chị này. Và cặp đôi 2 cây này em bán với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 2 cây và cô chú anh chị thấy là không chỉ 2 cây mà còn 2 rễ rất là đẹp luôn ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 5 ạ. Hình số 5 cái lô quế này phải nói là vô cùng là đẹp. Hình này là có tất cả là 3 ngọn luôn cô chú anh chị nhé. Cái chỗ này mà cô chú anh chị lên trụ ngắm kỹ cho em ạ, cây thẳng đẹp. Lên một cái chậu thì quá là xuất sắc luôn cô chú anh chị này. Với giá em bán có 220.000 cho hình quế này thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là hình dáng hương đuôi cáo. Với là dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng. Bây giờ cô chú anh chị về ghép là sau Tết là cây sẽ bắt đầu là cho nụ luôn rồi cô chú anh chị nhé. Với những cần hoa dài rất là tuyệt vời luôn. Và cả một cái hình cáo này 7 cây với giá chỉ có 120.000 thôi ạ. Và sang hình tiếp theo này là hình số 7 nhá. Hình này có 5 cây cáo khá là lớn. Những cây cáo này thì đều là những cây đã trưởng thành và có thể cho nụ cho hoa hết ạ. Và cái hình cáo này em bán có 100.000. Sang bên này đây sẽ là hình số 8 này. Cái hình số 8 này là hình gồm có 2 cây cáo nhá. Cả hai khúc cáo nguyên bản, mỗi một khúc là 1 cây. Và cô chú anh chị thấy là cây cả hai cây này thì năm trước là nó đều đã cho hoa hết rồi. Nên là chắc chắn là năm nay về cô chú anh chị chỉ việc treo thôi là sang xuân mình có những cắm được ngắm bông hoa cáo dài nuột rất là đẹp luôn rồi đấy ạ. Có 120.000 thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái hình đai châu. Cái dòng đai châu Thái cô chú anh chị nhá. Thì cái hình đai châu Thái thì em có bán hàng cân bên bán hàng chậu này này cô chú anh chị này. Đó.
rất là đẹp luôn, tất cả đều đang nụ rơi 4 cặp lá trở lên rồi. Đấy, hàng chuẩn hoa Tết luôn, giá chỉ có 120.000 cho một chậu. Hàng hoàn toàn hàng của Việt Nam mình chứ không phải hàng Nhật Thái nhá. Hàng của Việt Nam mình thì cô chú anh chị về lấy là nó sẽ không bị xuống lá như là hàng cô chú anh chị lấy ở Thái đâu ạ. À, còn nếu mà không thì cô chú anh chị cũng có thể lấy những cây này cho em này. Lấy những cái hình đai châu này cho em thì cái hình này là không biết là châu Thái, châu rừng lẫn lộn nhau gì đó, hình như là châu Thái cô chú anh chị ạ. Mà cái hình này thì hơi lỗi lá một chút xíu, hình này có tổng tất cả là 2 4 5 cây luôn. Em bán cái hình này có 100.000 thôi nhá. 100.000 thôi cho cái hình này này. Đấy. 100.000. 5 cây châu Thái và hình tiếp theo thì số 10, hình này có 3 cây châu Thái đẹp với giá 150.000 ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình này có 4 cây châu Thái. Hình này thì 4 cây châu Thái rất là xinh luôn ạ. Hình này em bán với giá là 190.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Hình số 12 này thì có tất cả cũng là 4 cây châu Thái, trong đó thì có 2 cây lỗi và 2 cây đẹp. Giá có 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 13. Hình số 13 này có tổng tất cả là 5 cây châu luôn nhé, 5 cây châu Thái luôn ạ. Đó, và với giá đây này, có cây đang nhú nụ luôn rồi đấy ạ. Và cái hình này thì em bán với giá cũng chỉ có 120.000 thôi. Đấy. Và sang hình tiếp theo sẽ là những cái giò già hạc Pháp. Già hạc Pháp thì hàng chuẩn hoa Tết luôn rồi đấy ạ. Già hạc Pháp thì cô chú anh chị biết rằng hàng chủ chuẩn chơi hoa Tết ạ. Những cái thân giả hạc Pháp hiện tại là đã gần như bắt đầu là xuống lá hết rồi. Thân căng cực đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó, thân căng mướt rất là đẹp luôn. Cái dòng này thì đúng là mỗi một thân nó sẽ là một cái suối hoa luôn. Bởi vì cái dòng hoa rất là sai. Bông hoa cực kỳ là to đẹp luôn. Cái giỏ giả hạc Pháp này trước đây rất là đắt đỏ. Mỗi một thân người ta bán trên 100.000 luôn. Tuy nhiên thì bây giờ ạ, cả một cái giỏ giả hạc Pháp này, gọi là hình 14 nhá, em bán với giá chỉ có 170.000 thôi. Đấy, cô chú anh chị sẽ sở hữu ngay một suối hoa, một cái giò lan chơi Tết tuyệt vời luôn. Sang hình số 15 ạ, cái giò này cũng rất đẹp này. Đấy, thân căng cực đẹp luôn với giá cũng chỉ 170. Sang hình tiếp theo hình 16 nhá, cái giò già hạc Pháp này với giá có 150.000 ạ. Đấy, 150.000 thôi cô chú anh chị nhá. Có 150.000 cô chú anh chị có một cái giò lan làm cây giống, một cái giò lan quá là đẹp để mà chơi hoa luôn ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 17. Giá cũng chỉ có 150.000. Và hình 18 này đẹp cực xinh luôn ạ, xuất sắc luôn. Đấy, hình số 18 em bán là 170.000. Và hình số 19 ạ, em cũng bán là 170.000 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 20, em bán với giá là 150.000 cho giả hạc Pháp này. Hình số 21 là 150.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình số 22, một bảng hoàng thảo vôi ạ. Mắt nụ chi chít luôn cô chú anh chị này. Cái bảng hoàng thảo vôi này, vôi thì ở cái độ thơm của nó chỉ đứng sau chồng thôi ạ. Với bảng hoàng thảo vôi này em bán giá chỉ có 150.000 thôi nhá. Và bên này đây sẽ là những cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố của chú anh chị nhá. Hạc vĩ thiên cung lữ bố đấy ạ. Hàng chuẩn mặt bông cây giống, bởi vì đây đều là những cái cây ươm ki nhá. Với những cái giò như thế này thì đủ cô chú anh chị có một cái tác phẩm, một cái giò lan tuyệt vời để thưởng thức luôn. Tại vì là một cái giò như vậy thì rất là nhiều thân luôn này. Cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố, đây em gọi là hình số 25 ạ. Giá của nó chỉ có 150.000 thôi này. Hình tiếp theo hình 26. Hạc vĩ thiên cung lữ bố 26 dài nuột cực đẹp luôn, 160.000. Và hình tiếp theo hình 27 với giá cũng chỉ có 150.000 đấy ạ. 150.000, một cái giò xung xuê rất nhiều thân như vậy luôn. Dễ thuần, dễ chăm, dễ sống cực kỳ mà lại sai bông một cách tự nhiên luôn ạ. Hình tiếp theo hình 26 với giá em bán cũng 160.000 này, thân to nú luôn. Hình 27 ạ, một cái giò đều thân rất đẹp này, cũng là 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình 28, cũng là 150.000 cho cái giò này nhá, thiên cung lữ bố này đấy ạ. Và hình 29 sẽ là một cái giò lan điệp tím của vùng Cao Bằng. Mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng, cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu thì biết rồi ạ. Những năm trước đây khi mà mặt bông điệp phi điệp tím đang hot trên thị trường thì điệp tím của vùng Cao Bằng là một cái mặt bông gọi là được gần như là được chào đón nhất. Được chào đón nhất trong tất cả những cái mặt bông của điệp tím đấy ạ. Với hoa, bông hoa rất là to, căng đẹp và cái đặc biệt là cái hoa cánh sáp bóng và môi tuyết rất là tuyệt vời. Nói chung là hàng thì ngay từ cái thân lá đến mặt bông đều rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy thì hiện tại một cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng là hình 29, hình này có tất cả là 4 ki nú như này. Em bán có 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hình 29 ạ, hình 30 này, hình này cũng là 4 ki nhá. Hình này cũng là 4 ki nú luôn. Nói chung là cái này thì ki cũng là ki năm mấy rồi, chẳng qua là em không chăm sóc được ạ.
nên là cây nó không có dài thôi, chứ còn về cô chú anh chị mà chăm được sang năm, năm nay là cô chú anh chị được ngắm hoa rồi, sang năm có giò lan rất là đẹp luôn. Đấy, thì cái giò này em bán cũng chỉ 100.000 nhá. Tiếp theo sẽ là giò số 31 này. Đấy, giò này thì về cô chú anh chị có một cái giò lan siêu đẹp để thưởng thức luôn. Giò lan điệp tím của vùng Cao Bằng cực kỳ là đẹp để thưởng thức hoa xuân này luôn, với giá 210.000 thôi ạ. Tiếp theo hình 32. Hình 32 ạ. Một cái giò lan điệp này rất là nhiều ki cô chú anh chị nhá. Nói là ki thôi chứ thực ra thì cây này thì là năm thứ 5 thứ 6 hết rồi ạ. Chẳng qua là em không chăm sóc nên là ki nó còi, thân nó còi thôi cô chú anh chị. Về cô chú anh chị chăm đủ một cái là cái này phải nói là một cái giò khủng luôn ạ. Em bán cái hình này với giá chỉ có 120.000 này, là hình 32 nhé. Năm nay chắc chắn là cô chú anh chị được ngắm hoa rất là đẹp luôn rồi. Sang hình tiếp theo là hình 33. Hình này ạ là ba thân lá xếp chân rết rất là đẹp luôn, nù rụt xếp chân rết đẹp này. Hình này em bán với giá là 140.000 nhé. Một cái kiến tím lịm ở bên kia rất là xinh nữa cô chú anh chị này. Đấy, cả giò này 140.000. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan kiếm va nhé. Cái hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị ạ. Chuẩn mặt bông cây bông giống gọi là những cây top đầu tuyển chọn từ những cây kiếm mặt bông kiếm đẹp nhất đấy ạ. Hình 34 này. Hình 34 này là một cái mặt bông vàng cánh chim. Vàng cánh chim cô chú anh chị nhé. Cả chậu này có 180.000 này. Tiếp theo sẽ là chậu 35 là trắng hạ long. Chậu này cũng rất nhiều thân, có 180.000. Và hình tiếp theo cũng là trắng hạ long. Cái giò này có 9 thân. Đấy, 9 thân luôn cô chú anh chị nhé. Và cái giò này thì em chỉ bán với giá có 350, à giò này em bán 400.000 cô chú anh chị ạ. Đấy, giò này mà nở hoa là có tác phẩm luôn. Sang bên này đây sẽ là cái hình số 38. 38 là trắng Thái Nguyên ạ. Mặt bông trắng Thái Nguyên, một chậu trắng Thái Nguyên ba thân thủ đẹp như vậy em bán 180.000. Và bình an kiếm này cô chú anh chị này, chậu bình an kiếm thân thủ rất là đẹp luôn. Với chậu này thì em bán với giá là 300.000. Và sang hình tiếp theo là hình 40. Chậu 40 này cũng là bình an kiếm ạ. Và chậu này em chỉ bán 180 thôi cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo sẽ là vàng Tây Ninh. Cái mặt bông mà trước đây một thân vài triệu, là những cái cây gọi là top đầu trong những cái dòng lan kiếm Thiên Vũ đấy ạ. Cả chậu này em bán có bao nhiêu ạ? Cả chậu này em bán có 500.000 thôi nhá. Taiwan 4, một cái mặt bông kiếm rất là tuyệt vời, với những cần hoa dài, vàng dài, rất là thơm. Mặt bông gọi là kiếm đẹp nhất trong mặt bông của dòng kiếm Thái đấy ạ. Cái chậu Taiwan 4 này em bán có 180.000 thôi cô chú anh chị này. Dòng lan kiếm Tiên Vũ đột biến của một cái dòng lan kiếm Tiên Vũ của kiếm Thái, của đẹp nhất trong mặt bông kiếm Thái đây. Có 180 cho chậu này. Bên này đây thì em có những đặc sản vùng miền Cao Bằng ạ. Em có măng mầm này. Em bán với giá là 200.000 trên một túi 1 kg nhé. Và bên này sẽ là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Một túi như vậy là một nửa kg với giá 170.000. Và sang bên này đây ạ, là cái túi này sẽ là túi nấm hương rừng. Một cái túi như vậy là nửa kg, cực kỳ là nhiều luôn, với giá 140. Chuối hột khô với giá là 100.000. Và rễ mũ tần với giá 120. Nấm ngọc cẩu là 150 nhé. Và bên này sẽ là tầm gửi cây chanh em bán 220. Và tầm gửi hoàng tinh em bán 200.000. Nói chung là những cái đồ ngâm rượu thì bây giờ cô chú anh chị ngâm là đến Tết mình gói chung rượu rất là ngon rồi. Cái thời điểm rất là phù hợp để mà ngâm rượu Tết tới mình có cái chung rượu gọi là ngon nhất đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em có đủ size luôn nhé. 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg. Rêu rừng 50.000 trong 1 kg. Giới vụn 40.000 trong 1 kg. Atomic là 10.000 trong một gói này. Duy xanh 50.000. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ nhé. Và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Siêu dơ dễ N3M với giá là cũng là 35.000 trong một lọ. Và cái Super Thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 trong một lọ nhé. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 90.000 trong một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng này, cát tan đặc trị thối nhũn 40.000 trong một lọ. Cái này là Kim Kim Bun, cũng là dòng đặc trị thối nhũn với giá là 25.000 trong một gói nhé. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm, một túi như vậy là 100g thì em bán 15.000. Và một túi to hơn dưới này với khối lượng là 1 kg em bán với giá là 50.000. Một hộp 1 kg với giá là 130.000. Phân bón chùn quế nguyên chất dòng cao cấp ạ, với giá em bán là
À đâu, có 35.000 trong một cái túi phân bón chuồn quế nguyên chất này thôi. Cái này sẽ là cái dây buộc lan chiều dài 100m này, có dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng luôn, 35.000 trong một cuộn. Đặc biệt là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ, được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong 1/2 tháng nhé. Cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em bán với giá là 35.000, và em nghĩ rằng cái sản phẩm phân bón này chính là một cái lựa chọn vô cùng là hoàn hảo khi mà cô chú anh chị sử dụng để bón cho cây. Bởi vì thứ nhất là cái phân bón này về cái dinh dưỡng của nó thì thực sự rất là tuyệt vời, bởi ngoài cái phân trâu thì nó còn có cả dịch chuối và đỗ tương ở trong đó nữa, cung cấp cái giá trị dinh dưỡng rất là tối ưu. Và cái thứ hai nữa thì là trong cái dòng phân này này, cô chú anh chị bón nó sẽ rất là dành lành tính, cô chú anh chị ạ, thoải mái cô chú anh chị trộn với cả giá thể này, hay là bón một cách trực tiếp cho cây mà không bao giờ sợ cây trột rễ cũng như là đen đầu rễ. Đó, cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời mà lại vô cùng là an toàn, thì em nghĩ rằng đây là một cái sản phẩm cực kỳ là hoàn hảo cho cây luôn ạ. Và bên này thì em vẫn có cái sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán là 40.000, nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu luôn, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn ạ. Giảm đau một cách hiệu quả và không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.